Xin mời quý vị thưởng thức bài cổ nhạc Như Đóa Sen Hồng, Chân Hiền sáng tác, nghệ sĩ Đào Vũ Thanh trình bày. Từng đêm anh thầm dãy dàng nguyện cầu, cầu cho gia đình ta trọn đời ấm êm sum vầy. Nhưng ngờ đâu giờ anh lên đến nơi hồng em thơ, anh mới nhận ra người em chân quê còn đâu. Em đã xa rời sách đèn mà ngày đêm chăm chi, sao quá hư hèn vì kiếm tiền. Sống đời buông lung, đáng lẽ tháng tới anh mới đến thăm và chu cấp thêm tiền để em mua sách học. Nhưng anh thấy lòng mình cứ lo lắng không an nên anh vội vã đến sớm hơn. Thì bà chủ nhà trọ vừa cho anh biết là em bỏ học cả tháng nay rồi. Bà chủ còn nói có người thanh niên đến ở chung phòng. Em là con gái mà sao em không biết gìn giữ, lỡ có xảy ra chuyện gì thì má chết cho coi. Còn bà của mình thì tánh rất khó khăn, anh là con trai mà chưa dám hẹn với ai. Em ngây thơ trong lứa tuổi học trò, sao em lại bày đặt chuyện tình yêu qua sớm. Ba má bảo anh đem hết cả hoài chuối xanh, còn đây là mớ mồng tơi, xoài vừa có trái đầu mùa. Ba nói đem lên hết trên này, tiền trọ tiền học trăm thứ chi, để cho em bớt lo mà học thành nhân. Nào có ngờ em đây đổi thay, sống buông lung dối gian hèn hư. Sao em cứ lặng thinh cúi mặt, chẳng nhìn anh mà nước mắt hai hàng. Chắc người sống thử của em dở thói phũ phàng, có thể vì em anh sớt chia gánh nặng, đánh mất tuổi hồng hận tuổi khó phai. Anh giấu kín không nói với má ba, em làm lại từ đầu quên đi sầu khổ. Trong bóng tối thắp đèn lên sẽ sáng, như đó sen hồng với bùng bụi chẳng nhiễm nhớ. Từ nay gắng công học hành siêng năng, đền ơn má
tình thương em trước sau vẫn không phải là. Cho trọn tình anh em giống như là khói sương. Chớ, chớ đâu sao em còn anh đây, nhớ không tháng ngày mai nghèo giọt mưa, ước mơ đôi đời con đường học danh để gia đình ta ấm no, bao niềm tin mong chờ ở em. Em có thấy không, những người học vấn thành danh phần đông cũng xuất thân trong gia đình hàng vi nghèo khô, thì em càng nên cố gắng để vượt qua cảnh thiếu trước hụt sau, để mẹ cha không phải lo âu cho số kiếp của con mình. Sống nghiêm trang cần phải có nghị lực phi thường, không gì vật chất phàm tình cám dỗ, hướng đến của mình nhất định sẽ thành công. Đời không khổ lắm gian nan, mà ta chỉ khổ bởi mình đắm tham, ghét ganh và so sánh với đùa tranh, không an vui biết đủ nên gây bao lỗi lầm. Lỗi đâu ai đem đến cho ta, mà ta tự tạo khổ đau này. Có té đau nên đứng dậy là do chính thân mình, thêm nghị lực khi đã rồi đau khổ, không thành công thì cũng được thành nhân. Biết bao sinh viên xa cách mẹ cha vẫn dũng mãnh không đua đòi lầm la, anh chỉ nói vậy chớ nào đâu la mắng. Mong em mãi đẹp xinh như những đóa sen hồng. Biết không, anh của em á ra đồng làm rất khỏe, còn ba dạo này á ăn được và bớt đau lưng. Mỗi lần lên thành phố thăm em á, bao nhiêu trái chín anh đều bẻ sạch. Nè, cam vườn nhà mình á ngọt như là mía mật vậy đó. Nè nè, đây á là áo đẹp mẹ mua cho em, còn phần anh á lo tiền nhà trọ và mua sách.
ai cũng thương yêu em nên em cố gắng học hành. Mong em công cõi danh thành để cho cha mẹ trọn đêm ước mơ. Phần anh vui với ruộng đồng sống đời bình dị an bình thân tâm. Kính mời quý chư tôn đức và quý thính giả thưởng thức bài ca cổ Nguồn gốc đạo Phật, sáng tác Chơn Hiền, trình bày nghệ sĩ Đào Vũ Thanh và Nhân Hậu. Ân sư khuyên nhắc người tu nhớ về nguồn gốc cội nguồn Phật xưa, để làm nền tảng tu hành không nên sai lạc tổ cùng căn nguyên. Đức Phật xưa ngài làm vị thái tử của ân quốc xuất gia tu, không ngại chi gian khó sanh tử nhiều bên khổ thế gian. Chứng kiến cụ già chân run khi biết mình sau này như lão, tính ngộ bằng khuân cõi tạm kiếp vô thường. Đời mong manh nhanh quái tàn nên ngài quyết lên đường, ngọc cũng vàng cũng không buộc giữ, ngài quyết tâm tu khổ hạnh giữa rừng già. Manh mối quyết tìm sanh tử nhân có từ đâu, bao năm dài tu vẫn chưa kết quả. Ngài tu thiền định một mình bốn chín ngày đêm chờ suốt, phải tu cho tâm an định không còn buông lung. Tâm an quả nên bàn, chúng ta mê nên khi thấy cảnh sanh già bệnh chết là tưởng chuyện của ai đâu xa là. Chỉ có Đức Phật khi còn là thái tử tuổi đời rất trẻ, nhưng chứng kiến cảnh người già bệnh chết, ngài bâng khuâng thương cảm lo âu về thân phận mong manh của kiếp sống con người. Nên cung son điện ngọc không giữ được bước chân ngài. Lịch sử của Đức Phật thế giới đều biết rõ, ngài xuất thân là thái tử nơi ân quốc hoàng cung. Dạo bốn cửa thành thấy già chết bệnh đau, nên không tha thiết cung vàng điện ngọc. Giữa đêm khuya cùng sa nạp dược thành, quyết tìm ra đường độ sinh thoát khổ.
nhờ chứng túc mãn minh nên ngài biết rõ nhiều kiếp qua ngài đã làm gì. Có mặt nơi đây khi hoài thân sẽ hết hay còn, chúng ta đọc kinh bàn sanh bàn sự, tới canh ba ngài chứng thiên nhãn minh. Ngài bảo ngài thấy rõ hết chúng sanh đi luân hồi như ngồi lầu cao nhìn xuống. Phật cách chúng ta 25 thế kỷ, bảo tăng uống nước quán di trùng bát giảng tứ thiên. Tìm chân lý tu gian khổ đâu sợ gì hiểm nguy, các vị tiên dạy tu tứ thiền, còn tự sanh quý tâm lên đường. Chốn rừng sâu cương quyết ngài tòa thiền tu, trong 49 ngày đêm ngài thông suốt. Đầu ngũ cánh ngộ liễu nhiều kiếp xưa, ở nơi đâu bao nhiêu cõi đã từng trụ qua. Nhưng trước kia ngài gieo ác nghiệp, ngài rõ thông kiếp xưa của mình. Ngài rõ thông kiếp xưa của mình. Ngài cách xa ta hơn 25 thế kỷ, mà thấy rõ khắp vô số di trùng trong bát nước. Mãi cho đến hôm nay thì khoa học cũng đã chứng minh, trong nước rạch sông cũng có hàng vạn thứ gì trùng. Thời đó thì ai tin lời nói của ngài khác ngài thấy của chúng sanh. Ngày xưa nhân loại chưa dám tin, nhưng ngày nay khoa học y như lời xưa ngài đã phán. Sao mai vừa mộng chứng lâu tận minh, ngài không còn sanh tử đi trong luân hồi. Về đâu lúc sanh đến từ cõi nào? Muốn thoát tử sanh tu học pháp gì? Phật độ anh em Kiều Trần Như Dường Lộc Quyền, trong kinh pháp cú dài phải định đừng chạy theo ngũ dục sẽ si mê, đủ điều kiện không tu sau này sẽ ân hận. Nhìn lại lịch sử tổ ân qua việc tu thiền ngộ giác, như vậy pháp thiền tu là gốc của Phật Đà. Thank you.
thể nguyên thủy tu thiền tuệ song đôi. Giờ ta tu pháp đại thừa thiền già trí, bố thí trì giới tinh tấn thiền tuệ nhẫn. Nguyên thủy và phát triển lấy thiền tuệ tu, chớ bảo thời mạt pháp khó tu, đời mạt pháp càng siêng nỗ lực. Chỗ phát tâm mạnh của ta quan trọng, ân sư cố gắng tuyên dương chỉ dạy tu thiền. Nhớ ơn sâu nặng ân sư, giúp người giác ngộ xa đường tử sanh. Từ bi ngài đã hết lòng, chúng con trân trọng kính ngài chân tu. Kính mời quý chư tôn đức và quý thính giả thưởng thức bài vọng cổ Phúc báo người thiện, sáng tác Hạnh Đoan, trình bày nghệ sĩ Đào Vũ Thanh. Người sinh ra vốn tâm tính hiền thiện lành, dòng thời gian lớn khôn huấn nhiều bụi trần. Vì lầm mê hướng đi bắt đầu sai lạc, lòng quên hiếu trinh không gì tha. Đời nan tai chính do tự mình chiêu dời, vì tham sân tính toán hai người hai đời. Rồi khi nhắm mắt mang theo toàn ác nghiệp, từ đâu đến đây ta về đâu. Vào đời ta tay trắng, tàn đời ta đâu khác, gom góp lắm có mang theo được đâu. Vào đời tu hoa khóc, nhưng phúng ra đi hãy cười. Xin đối với nhau trang hòa lòng nhân, người thiện tâm đến đâu cũng là an bình. Đời đẹp hơn nếu ta sống đầy nghĩa tình. Vì nhân dân khổ đau ngục ngàn nên mình nguyện đem yêu thương xóa bồi. Cô sâu được mang thân người là phúc duyên vô cùng quý hiếm. Dẫu kiếp sống gian lao, dòng đời ngắn ngủi, dù trường thọ hay yếu dông, thì ta chỉ có khoảnh khắc ngay đây để yêu thương phụng hiến. Thì xin hãy đối với nhau như lần cuối ta. Đừng đẩy thế gian vào trong đau khổ mịt mùng. Cuộc sống ta kết bằng những phút giây ngắn ngủi, xin cư xử thật lòng đừng làm khổ chi nhau. Đừng nói lời cay độc khiến người đau, mà hãy giúp xóa bôi bao nỗi u sầu. Để mai này khi khép mắt ra đi, ta sẽ vui vì đã cho nhau hạnh phúc.
sát sinh nhiều là dẻo nhân chết yêu. Đời gặp lắm nan tai bất trắc khôn lường. Hãy để chính ta mở cửa thiên đường. Người sống thiện sẽ chiêu dời may mắn, tâm khiết lành nên thường được an vui. Bảo tàng cướp đoạt nhân tâm, suốt đời tung khổ mê lầm thêm sâu. Cho người khoảnh khắc đớn đau là ta nhận lại khổ sầu thiên thu. Điều nghiệt ý dẫu gặp muộn phiền xin hãy gắn cho qua. Đời sẽ vui khi lòng biết thứ tha, không oán trách và buồn nhanh bao hờn dần. Cuộc sống mong manh nào có chi bền vững, đem lại hạnh phúc miên trường chỉ có bi tâm. Những niềm gian tà tật đố ghét ganh luôn đem lại cô đơn và xa lánh. Từng phút giây ta trao dồi đức hạnh, giúp trong sạch thân tâm làm đẹp cả quanh mình. Trong lòng chẳng tính hơn thua, những ai sống thiện có thừa niềm vui. Phút giây bây giờ vì sao ta nguyện luôn giữ tâm khiết lành nhân từ yêu thương trần gian. Do mong manh đổi thay điều thường, nên nguyện tu tâm sửa thân xây đời an vui. Thương đời nhiều nan tai khổ đau, vì ác tâm chiêu cảm nên quả. Tâm hành thế luôn chánh chân, không dối gian, sống không hai lòng. Giữ thân như ngọc, liêm khiết lìa trăng hoa. Giữ tâm thanh tịnh, xây cõi đời đẹp tươi. Mình an tốt lấy người chung quanh. Do thế gian vô thường, lòng ta sáng trong vững bền. Người quân sống an phúc dày dựng xây cõi an lành thế gian. Từng giây giúp cho đời thắm tươi. Chư thánh dạy tất
cả thiên tai đại nạn trong thế gian là do ác nghiệp chung của bao người chiêu cảm. Nếu mỗi cá nhân biết sửa đổi bản thân tu hiền dứt ác thì có thể chuyển xoay quả xấu không còn thọ khổ một khi thân tâm thuần khiết trong lành. Ai cũng dứt xác ăn chay sửa lỗi chân thành, không trộm cắp, không tham lam tà dục thì thiên tai nhân hòa chẳng sinh. Tâm đại từ chiêu cảm bình yên, lòng hiền thiện bảo vệ người rất mạnh. Kẻ sống bị tha tư tình phong túng là tự hại thân và sự nghiệp tan tành. Tà chìm đắm sẽ chiều lắm quà tay thất bại khôn lường. Thân chẳng kiện kháng cầu bất đắc muôn đường, phúc luôn đến với người đón tâm chân y. Gia đình êm đẹp con cái hiền ngoan, cuộc sống luôn an không nản tay bất trắc là phần thường dành cho người trinh khiết thiện lành. Hiếu đứng đầu công, tà dục đứng đầu tội, thiện ác phát sinh từ một nhân gieo. Người khôn ngoan luôn gìn giữ thân tâm, cẩn trọng từng hành vi lời nói. Bởi tâm vừa mạnh nha đất trời chấn động, nên phải giữ gìn thân khẩu ý sạch trong. Sống thiện là bảo vệ mình vững chắc, đến ngàn sau còn hưởng phúc lâu dài. Buồn vui chính tự tâm sinh, không gieo nhân xấu an lành thiên thu. Sáng trong tư cách chẳng mờ, chính là đi đến bến bờ bình an. Đầu tiên, xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức bài vọng cổ Tám Điều Giác Ngộ, một sáng tác của Chân Hiền và phần trình bày của Đào Vũ Thanh. Đời rồi buồn trôi, nay gắng tu con đền ơn đức sâu. Từ lo sống trong mê lầm ân xưa
tâm đầu tiên, tin tưởng sâu theo lời lòng này đã nguyện tu. Đường trần nhiều trong gai nên mất cả hướng đi, ô tôi bao nhiêu đời đường hiền lớn kính, chẳng pháp lơ quên tình giấc. Từ nay con quyết tròn tâm lúc đầu, theo quý thầy tinh tấn hành. Tình đức Như Lai lời nguyện phát, sống không ảo vọng trọn lòng thành tu. Đức trí trao dồi sống thiện, từ nay con quyết phát tâm. Thầy dạy con không có lối tu nào hơn là biết nhẫn nhìn tánh giác, vì ngoài tâm thì tìm không thấy Phật bao giờ. Nhưng con mê si cứ đợi cứ chờ, nay nhờ thầy từ bi giảng tám điều Phật thuyết, con giác ngộ thế gian vô thường, tham đắm sẽ gian nan. Không biết đổ vào lưới đỏ ngu si, nghèo khó tâm lại càng thêm quán trách. Ngũ dục là nghiệp dắt đến đọa trầm, sống chết tở lửa thiêu, phải cấp bách lo tu để thoát dòng sanh tử. Tự tin nên nhờ Phật ở ngoài, quên tự tánh chính là chứng pháp, bỏ ước nguyện ban đầu tự mãn kiêu sa. Hết đời này nói tiếp mãi đời sau, cũng như thế biết đâu là chánh pháp. Rồi những cái biết bằng tấm phân biệt, vì đã nhiều đời tận nghiệp quá dày sâu. Còn đồng, còn âm, còn ta, đồng dừng mà ra đồng. Thở than khóc lóc não lòng, tức thân theo nghiệp hết mong trùng phùng. Đọc bài kệ vô thường của sư ông, con vô cùng xúc động.
con gắng được một giờ an tu là một giờ chư Phật trong tâm Ngài sẽ hiện tiền. Chớ đợi mong gặp Phật là tìm kiếm hảo quyền, con nguyện nhớ lấy tâm ban đầu xưa nguyện khấn, bề ai buộc ràng nhất quyết phải tránh xa. Chớ mê lầm rồi đánh mất niềm tin, ôm quyền mong sẽ lạc vào mê tín. Ước được chở che tặng ban màu nhiệm, không biết dương lên nhận chỉ kiến Phật nơi mình. Là ngọn đèn soi sáng, Phật ngay trong tâm tỏa sáng thường hằng. Tìm Phật bên ngoài mê lại càng mê, sống qua ngày nối tiếp những ai mê. Chẳng biết chuyện tử sinh là việc lớn, bậc trí nhân xem việc tu là trên hết, nên rất sợ ai mê và biển dục của ta bà. Ngoài tâm kiếm Phật vô minh, còn xin ước tội lời danh mê lầm. Con xin giữ mãi tâm đầu, tin lời thầy dạy dám nào dễ khinh. Xin mời quý vị cùng thưởng thức bài vọng cổ Theo Bước Như Lai, một sáng tác của Hạnh Đoan, qua phần trình bày của nghệ sĩ Đào Vũ Thanh. Một lòng nguyện nói bước theo tư tôn, rèn tâm tu sửa cho ba nghiệp thiện lành, những mong đáp đền lòng tư ân sâu dời cao. Cầu nhân sinh luôn sống vui an lạc hòa bình. Hiểu thế gian như giấc mộng phù du, nên ngày từ bỏ cung son không hề luyến. Vì muốn khai sáng nhân sinh đem hạnh phúc đến cho đời. Giữa độ tuổi thanh xuân qua mộng tuyệt vời, Ngài đã ra đi quyết tìm đảo cả, mọi người thoát khỏi lầm mê. Hạnh phúc cuộc đời có được hoa mong manh, nước mắt chúng sinh như biển rộng sông dài. Khi vô thường ngập tới chẳng chừa ai,
nên ngày mới bỏ cũng vàng tìm diệu phương thoát khổ. Soi sáng người nghe, chỉ họ hiểu mình có khả năng giác ngộ, có bản tâm vốn thiện lành trong sáng, sống được với tâm này thì vĩnh viễn thề nguyện nói theo gương Như Lai, siêng năng gột trừ mọi ô mê trong tâm từ đây. Nguyện ngài từ bi chứng cho lòng con chính thân, tư cách như sen không nhiễm trần, đối nhân chân thành, một lòng yêu thương từ đây muôn kiếp, nguyện thân khấu ý luôn sanh trong đêm phúc vui cho đời, thừa hành Như Lai được mang thân người là phúc duyên vô cùng quý bao. Con sẽ không lãng phí nguyện, dùng hết khả năng để phát triển tâm lành, sẽ mở rộng trái tim và cư xử nghĩa tình, nguyện ráng tu đạt thành giác ngộ, tiếp tục làm lợi lạc cho chúng sinh. Con sẽ nuôi dưỡng tư tưởng tốt lành đối với tha nhân, không giận dữ hay nghĩ xấu về người khác, nguyện làm ích lợi cho người càng nhiều càng tốt, bằng tất cả khả năng và tâm lực của mình. Sự thực hành hoàn hảo của tự thân, ngài chỉ cho mọi người hiểu mình có bản tâm trong sáng, từng phút giây không ngừng tỉnh giác, góp phần mang hạnh phúc
đến tha nhân. Sống thật thà ngay thẳng chẳng dối gian, đời sẽ đẹp khi ta cùng tu sửa, cùng quyết tâm giữ gìn thân khẩu ấy, cõi nhân gian qua hạnh phúc tốt lành. Tu là chuyển giả thành chân, tin sâu nhân quả thương người như thân. Thế gian sâu ác chẳng còn, mới là hạnh phúc chính hằng thiên. Lầm cũng tại do tâm, vô minh vọng khởi luân trầm xuống lên. Sáu đường trôi dạt lên đinh, tâm mê dậy khởi kề bên khổ sầu. Nếu ta khẩn thiết nguyện cầu, thành lòng sám hối niệm câu Di Đà, quyết lòng dứt bỏ tâm tà, tiêu mòn nghiệp chướng thật là cao sâu. Thank you.
sen con sám hối tội. Thì là giải thoát nhờ ơn Phật tìm ra chân lý để cứu loài thoát nẻo trần ai. Con xin phát Phật tử gia hộ cứu chúng sanh thoát nẻo luân hồi. Còn hạnh phúc nào hơn khi tâm mình thanh tịnh? Dẫu có muôn châu không đổi dục, tâm đại từ dập tắt lửa sân si, tinh tấn một lòng dẹp phá lưới mạng nghi, nguyện về tịnh độ đâu tiếc chi cảnh tục, khai đèn huệ
nhẹ nhàng ngày tháng tiêu gian. Mặc cho đời tranh luận thấp cao, lòng luôn giữ từ bi nhẫn nhục. Thường nhớ câu Bồ Tát sở nhân, sống ở hồng trần tùy duyên tiêu nghiệp cô. Đã ngộ rồi thế gian là mộng ảo, thì lo chi sanh tử chuyện vô thường. Biển trần sóng cuồng lao sao, tình tâm niệm Phật ba đào lặng. Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu, con nay nghe đặng xin trì tụng, nguyện hiểu nghĩa chân thật của Như Lai. Kính mời quý vị thưởng thức bài cổ nhạc Cho Nhau Hạnh Phúc, một sáng tác của Hạnh Đoan, qua sự trình bày của nghệ sĩ Đào Vũ Thanh. Pháp Phật thâm sâu khó thể lường, con nguyện muôn kiếp mãi tuyên dương. Người nghe thoát khổ tâm khai sáng, lời lạc khắp cùng cõi thế gian. Khi hạt giống thiện trong tâm này mầm đơm qua ra quả tốt, khiến mọi người tư cách thành cao, cư xử với nhau cha lành con hiếu, vợ chồng thủy chung, bạn bè trung tính, thì cõi nhân gian trở nên hạnh phúc, xã hội phồn vinh thế giới an lành. Ai cũng có khả năng đem hạnh phúc đến cho mình, những tư tưởng xấu luôn chiêu dời tai qua, vui khổ trong đời là do chính ta tạo ra. Tà ý xui ta hành động bất minh, hạnh phúc chẳng nằm nơi vật chất dư thừa. Dẫu có được nhiều cũng đâu thể mang theo, khổ vẫn chất chồng nếu tâm ta đầy sâu ác. Tài sáng hình hài đâu ai sống quá trăm năm và giữ được mọi thứ trong đời. Dẫu giàu sáng như quân dương hay nghèo cùng như hành khất, phúc ly trần chỉ có nghiệp thiện ác đem theo. Người khôn ngoan phải tích đức sống nghĩa nhân, phát triển bi tâm xây đời bằng hạnh lành ưu mi. Thay vì tốn hao tâm lực nhìn người tìm lỗi,
thì hãy xoay lại nhìn mình để tu sửa thân tâm. Như chiếc bình nhớ chứa đầy độc dược, những niềm xấu chứa trong lòng sẽ làm hại chính ta. Mỗi khi tâm vừa khởi niệm cuồng mê, hãy tỉnh giác không để chúng gạt lừa sai sự. Hãy để tâm ta sáng ngời thuần khiết, chứa toàn niềm thiện lành từ ái vị tha. Tu là sống tốt với nhau, nhân thân phẩm cách sạch lào thanh cao. Nói năng cẩn trọng từng câu, dốc tâm hành pháp xóa khổ đau cho người. Hồi nhân gian có ai không từng khổ sâu, vì thương đau có phân chỉ nghèo hay giàu. Đời nhân thế sống trong vô thường bao trùm, nguyện khi kết giao luôn ước mong người vui. Dù ai đem xấu xa hung tàn gây phiền, nguyện tâm con biết buông không sầu hay buồn. Hằng bao dung thứ tha khoan hòa thiên hiền, và xem khổ đau không mai như sen tâm. Dù đời gieo sâu ác, nguyện lòng luôn tinh sáng, xin đối khiêm cùng với người luôn. Nguyện gìn thân giữ đức, với pháp trang nghiêm minh, nhân cách thanh cao luôn dồi trao. Nguyện thương yêu chúng sinh như là thâm tình, thật tâm không dối gian nói hành chân thành. Nguyện tu thân sửa tâm xây đời tốt lành, hằng đêm giác tâm xóa tan bao lầm mê. Người ta nói Phật giáo bi quan nên hay giảng thuyết sinh già bệnh chết, nhưng trong thế gian mấy ai thoát khỏi cảnh tử sinh, và có can đảm đối diện nhận nhìn sự thật để tìm ra cho mình con đường hạnh phúc, mà đa số chỉ muốn ngắm cảnh hoa tươi và chối bỏ cảnh hoa tàn. Nên nghịch ý khổ đau có nhiều như biển rộng sông tràn. Khi ta đến một vùng đất lạ, cần thông thuộc địa hình để cư ngụ vững an. Ta phải hiểu rằng mỗi chướng ngại không hay, để vui sống và tìm ra cách tuyệt vời ứng phó. Dòng tử sinh nhân gian cũng là đồng như thế đó, đòi hỏi ta phải chuẩn bị trước cho mình chỗ đến đi, bằng hành trang ưu mỹ tốt lành.
Người ta nói sống thời nay không cần nghĩa nhân thành thật, phải khôn ngoan tính toán gian dối miệng sao đem lợi đến cho mình. Do quan niệm sai nên ta tạo lắm tội tình. Có câu rằng trong nhà tốt phải cẩn trọng giữ gìn từng tứ tưởng, trên đầu bá thước có thần linh, ý vừa nghĩ ra chưa thành lỗi lớn, nhưng hành sự phát ra lời là tội đã lập danh. Những gì cả một đời khổ công gom góp đến phút cuối ta đều phải bỏ lại hết và ra đi chỉ có một mình. Mày bỏ gậy độc hành như nhau, thân này rượu ra tàn máu, dòng tâm theo nghiệp đi đâu mịt mờ. Xác thân do đất nước gió lửa kết thành nên phải hoài, dòng tâm duyên theo sao trần chẳng thật sức phù hư. Vì thế chớ để thời gian trôi qua uổng phí, hãy lo tu sửa thân tâm trong từng phút từng giờ, để cho trí tuệ sáng ngời, bản tâm hiền thiện mọi người riêng mang. Sống lành cư xử nghĩa nhân, xây đời tốt đẹp vững hằng an vui. Kính mời quý chư tôn đức và quý thính giả thưởng thức bài ca cổ Tâm sự người giúp việc, sáng tác Chơn Hiền, trình bày nghệ sĩ Đào Vũ Thanh. Dài hàng chân thật tàn, những ngày gian khổ trăm phần nhờ cô. Trang thư không tròn tỏ bài, ơn cô chủ thuốc tâm này khắc ghi. Xin thứ lỗi lầm vì tôi phải ra đi. Trong lúc cô lâm vào hoàn cảnh chưa mướn được người nào về giúp đỡ, tôi là một kẻ quá vô tình để khổ sở cho cô. Người làm công quê mùa như tôi được người chủ tốt đối hoài, bao mừng vui mà người làm công hạnh phúc được gia chủ thương tình đối xử chẳng khác kẻ khuyên thần.
lo việc rước đưa. Chăm sóc bé thơ dài trẻ ráp dần y tờ, cả chăm lo sức khỏe của bà. Được cô chỗ thêm lương để gửi về cho cha mẹ, mấy đứa em tuổi học trò còn nặng gánh lo toan. Cô chủ đã xót thương những mảnh đời cơ cực, bao tháng năm ân nghĩa quá sâu dày. Với chủ cao và người giúp việc thân không còn, nhưng sao lại quá bất ngờ cô lại bảo là trong văn là đổi trao vẹn hiếu mình vì cha mẹ mà phải hy sinh. Lòng cô quả thật bao la, thì hãy thủy chung cho trọn tâm chân tình. Ông chủ đây quả thật là nhân đức, đã giúp đỡ rất nhiều cho gia đình cô chủ đáo vinh quang. Từ trước tới nay lòng tôi vẫn luôn kính yêu ông và cô chủ. Nhờ người chú tốt có tấm lòng nhân hậu này mà cha mẹ và các em của tôi đã vượt qua những tháng năm gian nan nghèo khổ cơn hàng. Người làm công nơi chủ khác thì bị bóc lột đó đài, ân sâu nặng ông với cô khó lòng đền trả. Tôi quyết chăm chỉ hết lòng dù nặng nhẹ nhẫn kham. Đối với cụ bà kính như mẹ thân yêu, vì ít về quê nên thương cha nhớ mẹ. Mai âm đây như gia quyến của mình, ông với cô chủ đã nhiệt tình giúp đỡ. Đền đáp tấm lòng cố quảng đại, đi chợ lao nhà cả việc nấu ăn. Tôi trổ tài nấu món ở quê, cô chủ bà cụ khen ngon, tôi mừng rỡ.
ngờ. Cô còn dạy tôi cách dùng di tinh để gả nhà quê nghèo biết tin tức năm châu. Sao chú Hiền giúp cho năm tháng nơi đây đâm đà, nào ngờ cảm tình thiết tha, đôi mắt kia chàng chưa bao ân tình. Tôi đành ra đi tròn chánh chân, ông chú khi trở về gia đình cũ trong bình yên, quan trai kia sao đành vì khắc tấm lòng thiên nhân. Ông giúp cô bao điều nên chung thủy chồng hiền lương. Khi cô đọc được những dòng thơ của tôi để lại cho cô với lời tả từ mến thương trân quý, thì tôi đã trở lại chốn xưa xa rời nơi yêu dấu, mà bao năm tháng qua ông với cô đã che chở thương yêu không phân biệt, tôi là kẻ giúp việc cô. Ông xem tôi như đứa em ruột thịt của mình, cô tâm sự tôi nghe vì hoàn cảnh làm vợ ông chồng lớn tuổi giúp mẹ cha. Tâm cô vì hiếu hy sinh thì nên trọn đạo vợ hiền thủy chung. Cuộc sống nào phải chỉ riêng ta, mà ta phải biết nhớ ơn ai giúp mình. Mà cả đời cô đã chọn yêu anh, còn tôi đây không thể phụ công ơn, tư cách giúp việc không nên hèn. Bao tháng năm gia đình tôi sống nhờ lương ông cô chủ, cách đối xử thanh cao tôi không thể phụ phàng. Nhỏ làng quê vẫn nhớ mãi tấm lòng người chú tốt, dòng sông trở lại êm đêm sao giông bão, như chúng ta đã chiến thắng được lòng ta. Biết hy sinh tâm phải bao la, không phàm tục để thành chiến bài,
mình sẽ vui khi sống đời thanh thiện, không gây bao khổ đau, hạnh phúc khổ cho người. Lời thơ mộc mạc quê mùa, xin dung thứ lỗi nếu làm buồn cô. Ước mong hạnh phúc gia đình cô vui an là chồng hiền con ngoan. Kính mời quý chư tôn đức và quý thính giả thưởng thức bài ca cổ Sơ Tổ Phái Trúc Lâm, sáng tác Chơn Hiền, trình bày nghệ sĩ Đào Vũ Thanh và Nhân Hậu. Nhớ Sơ Tổ Trúc Lâm, vì Chúa Nhân Đức thiện tâm anh dạy người tu pháp Phật hiền, thương dân yêu nước giang hòa từ bi. Dạy tu đức tổ chỉ người ngộ rõ ngài tánh tâm mình, đừng ngoài tìm mê tín dị đoan, xoay lại bản tâm chân thật của mình. An vui không phiền tự tại, vì chân thật pháp nào để truyền, vốn chẳng từ ngôn hình tướng ngoại thành, tâm thể thương hằng nào có diệt sinh. Còn thân tử đại tùy duyên như huyền, làm tướng thân mình tử giới sanh, lưu luyến tiếc phiền, suốt tháng ngày buồn khổ lo âu. Khi xưa đức tổ cùng tuệ trung thượng sĩ tham thiền, tôn thầy thiền tùy xuất thông, ngài am hiểu kinh sách Phật lẫn đời. Từ bi và chân thân đuổi giặc nguyên về, nào ngại nguy nan, để nước nhà trăm họ thái bình, không ngại nhọc nhằn xứng đáng minh quân. Rồi khi yên giặc diệt sách kinh, tu hành niêm mật, ý nguyện nhường ngôi cho con trẻ, làm thái thượng hoàng chỉ dạy cho con. Sáu năm chỉ dạy hoàn thành, xuất gia yên tự hiểu là hướng dân, khổ hạnh an tu hướng dân đại đầu đà, an ban giảng pháp thiền độ sinh. Sư tổ thiền phái Trúc Lâm là vị vua Trần Nhân Tông, con của vua Trần Thánh Tông và Nguyên Thánh Hoàng Thái Hậu. Năm 16 tuổi được lập làm hoàng thái tử, nhưng ngài cố nhường ngôi cho em, vua cha không đồng ý, vì tâm tư ngài chỉ yêu thích pháp tu thiền. Vua cha cưới trưởng nữ nguyên tử quốc mẫu cho ngài, nhưng ngài vẫn thích tu dù ngồi cao nhung căm, nên trèo thành đến chùa thắp núi đông cứu nửa đêm. Vua cha và các quan hay biết được tin, nên ngài phải về trở lại hoàng cung. 21 lên ngôi vị cửu trùng, trong đại nội ngài học tu chùa tư
sen lớn màu vàng. Trên đó hoa sen lại có Đức Phật già. Con người hỏi ông biết tên của Phật, chính là vị Phật biến chiêu biết chân. Tỉnh giấc ngài tấu với vua cha, vua Thánh Tông cho kỳ đắc trong giấc ngủ. Ngài ăn chay lạc ốm gầy thân thầy, vua cha lo buồn nên tìm hiểu nguyên do. Phải tâu lời thật chân, vua cha buồn khóc than vì tuổi cao cha trông cậy ở ngài, non sông xã tắc đang cần ai giữ gìn sự nghiệp tổ tiên. Chỉ ước mong ở nơi tài con, phải giữ gìn quê hương chúng dân, nước mắt rơi thấy cha buồn than. Sơ tổ khi còn là vị vua, ngài rất thông minh hiếu học, thông suốt nội kinh và ngoại điền. Ngài mời các thiền khách bàn giải về tâm tông và tham học thiền với thượng sĩ tuệ trung thâm đắc đơn chỗ thiền tuệ nên kính yêu nể phục quy như thầy. Giặc nguyên sang ngài xiết kệ kinh đánh đuổi quân thù, lần đuổi giặc yên bình lãnh thổ, nhường ngôi lại cho con tức là anh tông. Thái thượng hoàng chỉ dạy nghĩa nhân, 6 năm rèn luyện lên đường xuất gia. Non xanh điện tử an tu, hiểu là khổ hạnh hướng dân đại đầu đà. Ngài lập chùa tỉnh xá độ sinh khai giảng, lập giảng đường chùa phổ minh phú thiên trường. Đến bố chánh lập am tri kiến trụ dừng, đi khắp nơi miếu mê tín khuyên dẹp bỏ, tu hành thập thiện khuyên khích dân. Anh tông dân truyền Bồ Tát tại gia, ngài đến chùa sùng nghiêm linh sơn dài. Đêm tông chỉ tâm tông giảng dạy thiền độ sinh truyền ba, để hôm nay chúng con phản quang lại. Phật suốt 49 năm
chuyện đồng môi không lời nào dạy nói. Mùng một tháng mười một tịch năm mốt tuổi, năm Mậu Thân thứ mười sáu hiệu Long Hưng. Thờ nơi Đức Lăng xây tháp dân yên, hiệu Trúc Lâm đầu đà tinh tuệ. Đại Thánh Trần Kiều giác quan điều ngư, nhiều thi văn đậm sắc nét tánh tâm thiền. Tổ dài vui đạo tùy duyên, đối đến thì ăn mệt ngủ liền. Trong nhà kho báu thôi tìm kiếm, chớ hỏi thiền đôi cánh chân dòng tâm. Kính mời quý vị thưởng thức bài cổ nhạc Ba Điều Ràng Buộc, một sáng tác của Chân Hiền, qua sự trình bày của nghệ sĩ Đào Vũ Thanh. Khổ vì thân khẩu trói buộc ta, thân quyến thiết tha đạo khó thành. Gia nghiệp buộc sàng lo tính toán, ba điều xuôi khiến thôi tâm ràng quyến thân, để đắm chìm nghiệp gia, lo chấp thân khổ gieo quan nghiệp. Đời tu sĩ gian nan buộc ràng, vì tiền tài lợi danh kéo lôi, bao đắm tham khiến ta trầm luân. Mà muôn đời tìm không lối ra, sanh tử nguy tình đi người ơi. Vui giấc mơ cứ nghĩ thiên đường của ta, rồi đắm chìm vinh hoa, lầm tưởng là muôn năm. Lưu liên thân sáng nghiệp của mình, tâm thân hiện đâu có trọn quyền. Nào là tiền tài quyền quý sắc danh, khi bỏ thân quyền thân lờ xa. Thời gian tưởng chừng như mãi trong trầm luân. Ngài thiền sư Duy Tắc nhân ngày vỗ của Tổ Trung Phong đã nhắc lại lời tổ xưa phổ thuyết. Tổ Trung Phong theo Hòa Thượng Cao Phong xuất gia thuộc Pháp Tông, đời thứ 18 của thiền sư Lâm Tế. Ngài xuất thông diễn lớn tử sinh, nên khuyên dạy nhân sinh đừng ràng buộc để tu hành. Lời tổ đã dạy xưa
ngày nhắc lại để không lầm. Các ông không lo tu là phủ lòng chứ tù, không rõ việc sanh tử là tự xem thường các ông. Một là đừng ràng buộc vào chỗ khẩu thân, bất luận nữ nam cho đến tục tăng. Hai là nguyên nhân thân quyến buộc ràng, ba là gia nghiệp trói ràng không lối thoát. Là thật của ông, nếu không có đấng quyền đường. Xác thân đây do cha mẹ dưỡng sanh thành, là khối thịt chưa biết đau nóng lạnh, chẳng biết vui buồn khổ với đói no. Khi thức thần vào gá thì gọi ông, từ đó mới biết nóng lạnh vui hay là khổ. Ông chẳng tin khi nghe bảo thân không phải, nếu phải sao ta chẳng có quyền quyết định việc tự sinh. Lầm chấp từ của ta nơi đại gia dối tư của mình, đã mang chở bao tội tình. Dù họ hàng cùng chung quyến thân, khi dứt hơi đã toan lìa xa. Tình thâm nghĩa tình như khói sương, bao luyến lưu thoái suy đạo tâm. Rồi nhiều đời trầm luân trả dây, cho chúng sinh chấp thân là ta. Ngài nhắc đời hãy nên tính mau, trong thế gian mãi trôi ta. Ngài nhắc lại tiểu sử tổ sư xuất gia theo hòa thượng Cao Phong lúc ngài tròn 24 tuổi. Tổ đã thấu đáo việc tử sanh vô cùng cấp bách, nên khuyên dạy đời mau tỉnh giác lo tu. Đừng bị ba điều trói buộc của thế gian là thân khẩu quyến thân gia nghiệp, mà làm uổng phí đi một kiếp sống. Do chẳng có đạo tâm nên lầm lạc phải luôn. Không định được sự sống còn, không ai chết hay thì sao là ân nghĩa. Khi còn khỏe mạnh thì tính toán hơn thua, lo tích tiền trữ của để cho tương lai, tưởng là bền vững lâu dài đến muôn năm.
nhưng hễ hít vào mà không thấy thở ra là quyến thân sợ uế đưa máu ra đồng. Đừng theo kiến chấp đoạn diệt để sanh tâm, cho lìa trói buộc là không nơi nương tựa. Sao chẳng nghĩ đến thái tử tất đạt, đã lìa ngôi bảo bỏ bao ràng buộc vào núi tuyết để tu hành. Ràng buộc chốn hoàng cung theo tham luyến trước mắt thì kết quả đâu thù thắng. Phải tự biết rõ điều này mà thầm tính, mỗi người đều làm được chẳng thiếu mãi tư. Duy tắc tôi trong ngày vô của tiên sư, hổ thẹn bất tài không niệm tùng. Ráng nêu lên điều cương yếu, mong người hướng thượng và ba hoa phát ra lời cạn quê mùa. Như là bản nhạc đồng quê, vui buồn người tự hát mong lìa tự sinh. Tổ sư thương thuyết mong đời sớm mau tỉnh ngộ, buộc ràng nên buông.